cùng luôn á. Tôi không hiểu nổi, tôi làm gì tôi cũng bị nói hết á. Tôi làm đúng á thì bị ghét, làm sai thì bị chửi. Tôi không hiểu mẹ chồng tôi luôn á. Tôi đã nói với bà rồi mà bà có chịu nghe tôi đâu. Bà về làm dâu nhà đó lúc sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà chồng thôi. Lúc trước tôi kêu bà đi trốn với tôi thì không chịu. Ngồi bây giờ muốn về làm dâu. Tại vì tôi nhìn thấy cái tương lai tươi sáng của bà lắm rồi. Bạn bè mà suối cái ngày suối người ta bỏ chồng không à? Bởi vì tôi không muốn bà sống khổ. Tất cả bà mẹ chồng trên đời đều giống như cấp trên. Một khi đã ghét rồi suốt đời sẽ đi mà thôi. Tôi nghĩ tới cái cảnh mà mẹ chồng tôi suốt ngày soi tôi như vậy tôi cũng nản lắm chứ bộ. Tôi định là nói với anh Tôm dọn ra ở riêng. Nhưng mà bây giờ hai đứa làm tiền cũng đủ tiêu giặt nữa. Dọn ra ở riêng nào tiền nhà, tiền điện, tiền nước đủ thứ tiền hết. Lúc đó không có tiền trả còn khổ hơn nữa. À, lúc trước bà nói với tôi á là bà nội của Tôm vừa hiền vừa nhiều tiền đúng không? Đúng rồi. Vậy thì tỉ tê cho bà nội kêu là mua dùng cho một cái căn hộ đi. Rồi hai vợ chồng chuyển ra ở riêng. Còn nếu mà cách đó không được á thì hai vợ chồng chuyển qua nhà bà nội ở. Gì kỳ không? Được. Trời đất ơi, vì bà nội đã già, đã lớn tuổi rồi. Không có tiền cho bà nội thì thôi. Tự nhiên còn xin xỏ ngược lại bà nội nữa. Thấy kỳ không? Tại vì bà nội tôi không thích ở chung. Cho nên bà nội tôi mới dọn ra ở riêng. Tự nhiên bây giờ mình còn xin là ở ké. Sao được? Rồi bây giờ chỉ có cách nào cũng từ chối cách đó. Vậy thôi bà chịu sống chung với bà mẹ chồng dễ thương của bà đi. Đừng có than Quảng Ninh với tôi nữa. Mệt quá. Thôi đi. Ông đừng có làm tôi thêm buồn đâu. Tôi đang rầu rĩ muốn chết rồi. Còn nói thêm vậy nữa. Mà tôi thấy á, mẹ chồng bà có phải là một người lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh, tinh tế, sang trọng, luôn tỏ ra mình là một người quý phái đúng không? Đúng, chính dạ, xác. Dạ muốn tất cả mọi người phải ngưỡng mộ mẹ bà. Chính xác. Dễ rồi. Vậy thì bây giờ bà khen đi. Khen bất chấp, khen khí thế, khen cho tới khi nào bà mẹ chồng bà vui thôi. Thôi đi. Trời đất ơi, mẹ chồng tôi là người rất là tinh tế nha. Tôi khen cái gì không đúng là mẹ chồng tôi biết. Không có con mẹ chồng tôi nói tôi xạo nữa. Ờ ha. Khen đúng thì không sao. Chứ khen xạo xạo biết liền. Vậy thì bà thay đổi đi. Thay đổi? Đúng rồi. Là sao, nói rõ coi. Bây giờ bà phải thay đổi làm sao cho giống mẹ bà. Là phải là một người sang trọng, tinh tế. Một người biết chanh xả. Bà biết cắm hoa không? Không. Bây giờ nãy tôi mới mua một bó hoa này. Lát tôi chỉ cho bà cách gói hoa rồi mang về tặng mẹ chồng. Chịu không? Được không? Được, tin tôi đi. Dạ, thưa mẹ con mới về. Lạ quá hả? Dạ, mẹ à, hồi nãy đi ngang đường, bỗng nhiên con thấy có một bó hoa đẹp quá. Con nhìn bó hoa lộng lẫy như vậy, tự dưng con lại nghĩ đến mẹ. Cho nên là con mới mua bó hoa này về để tặng mẹ. Chắc là chút nữa thế nào cũng mưa. Mà không mưa thì trời cũng sấm sét kinh khủng lắm đây. Lạ quá hả con hả? Ủa sao vậy mẹ? Thì bữa nay con làm chuyện lạ quá à. Qua con mua bên đường đó hả? Dạ. Đâu coi nè. Sao mà bó cẩn thận như vậy? Chắc là mua ở shop rồi. Dạ không mẹ. Con mua xong, con đứng ở đó, con lấy cây kéo của người ta, con cắt tỉa đàng hoàng, rồi con lấy giấy con gói lại, con đem về đây để tặng mẹ. Bây giờ thì con sẽ đi vô trong bếp, con lấy một cái bình hoa ra, con cắm vào, con đem ra đây trưng để cho mẹ có thể vừa đọc sách, vừa ngắm hoa, vừa uống trà nha mẹ. Mẹ cảm ơn con. Nhưng mà mẹ nói con nghe nè, mẹ đâu có ở không ăn không ngồi rồi đâu, mà mẹ phải ngắm hoa. Thôi thì mẹ nhường lại cho con ngắm hoa nghe. Mẹ không cần đâu, cảm ơn con. Dạ. Trời ơi, làm cái chuyện gì đây ta? Con bé này bữa nay nó lạ dữ vậy nè. Mẹ ơi. Ơi ơi, vào đi. Mẹ.
bình cho mẹ rồi nè. Một lát nữa con sẽ đem trà và bánh đưa sao, để mẹ có thể vừa đọc sách, vừa ngắm hoa, vừa uống trà nha mẹ. Mẹ không có cần đâu, đem ra ngoài đi. Không thấy mẹ đang thiền hay sao? 2 tiếng đồng hồ nữa mẹ mới xả được. Dạ, con để hoa ở đây càng tốt cho cái việc thiền của mẹ hơn đó mẹ. Hôm bữa con đọc báo, con có nghe người ta nói là khi mình ngồi thiền á, kế bên mình có một bình hoa tinh dầu tỏa hương thơm ra. Mùi thơm đó sẽ làm cho đầu óc của mình minh mẫn hơn, làm cho mình trẻ mãi không già đó mẹ. Một lát nữa mẹ nghỉ ngơi, mẹ có thể ăn bánh, uống trà, ngắm hoa nha mẹ. Mẹ không cần đâu, bởi mẹ đang yoga thiền như vậy á mà mẹ nghe mùi hoa nhiều quá ngộp thở đó con. Không có ngợp đâu mẹ, để hoa ở đây rất là tốt nha mẹ. Mẹ đã nói rồi, mang ra đi. Không có đâu, như vậy nè mới hợp với phong thái của mẹ. Dạ, con xin phép mẹ con ra ngoài. Trời ơi, bể nát hết rồi. Trời ơi, cái bó hoa này bao nhiêu tiền mà tại sao? Trời ơi, cái bình của ba của cô mua từ ở nước Nhật về. Trời ơi, chết rồi, ổng về rồi biết nói làm sao đây. Bể nát hết rồi làm sao bây giờ. Cái bó hoa này nhìn đi, giá trị nó bao nhiêu mà cái bình nát hết như vậy rồi. Tôi nói nghe, nó mắc lắm, không có cái bình thứ hai đâu. Mà tại sao ở trong tủ biết bao nhiêu cái bình mà không lấy chân hoa, mà lại lấy cái ngay cái bình đắt tiền này hả? Tại con thấy cái bình này đẹp á, hợp với cái quý phái của mẹ, cho nên là con muốn lấy chân cho mẹ. Thì vậy có chữ quý phái ở đi. Quý phái là tụi là người quý phái ai cũng biết rồi, không cần cô phải nói như vậy, hiểu chưa? Nhưng mà nó sẽ phát lên được cái sự thần thái của mẹ. Quý phái là thần thái, ở đâu ra mấy cái từ đó vậy hả? Chết rồi, lựa lời mà về ăn nói với ba chồng của mấy người nghe chưa. Ổng cho một trận mà biết. Mà hai cái bình hoa chưa lấy ra chân lần nào, nó nằm ở trong hộp mà. Tại sao khui ra không hỏi ý kiến người lớn gì hết trơn vậy? Đã hậu đậu mà còn tỏ ra nguy hiểm nữa. Hả, sang chẳng với lại thần thái cái gì, mấy cái từ đâu ra vậy? Hả, liệu hồn về đối diện với ba chồng của mấy người nghe chưa. Hả, ổng trị cho một trận cho mà biết tay. Sao khuya rồi không ngủ đi, em thức em làm gì nữa vậy? Anh ngủ đi. Em nhất định phải tìm ra được một mặt hàng bán chạy nhất, bán lời nhanh nhất, để cho mẹ không phải xem thường em nữa. Trời ơi, vợ đã bầu bì rồi, đi làm rồi, bây giờ phải kiếm thêm bán hàng online nữa. Sao cực quá vậy? Thôi dẹp đi, để anh ráng kiếm thêm việc làm vậy hay hơn á. Nói nghe hay quá. Ủa chứ bây giờ ví dụ như mẹ kêu là góp tiền chợ, rồi tiền đâu anh đưa? Chưa hết đâu nha, mẹ còn bắt đền cái bình hôm bữa em làm bể á. Tùm lum phải chi hết vô á, tiền đâu mà đưa hả? Thì... lo nổi không? Ráng. Ráng gì mà ráng. Thôi đi ngủ đi. Em coi hết cái này xong rồi em ngủ, chứ bây giờ em nằm xuống cũng có ngủ liền được đâu. Con nghiệp quá. Mang tiếng là lấy chồng nhà khá giả, vậy mà bây giờ phải tập tành bán hàng online để kiếm thêm tiền chợ nữa. Thì chỉ có mấy người mà nghĩ là em đào mỏ cho nên mới nghĩ vậy thôi. Chứ em á, quan điểm của em là tay làm hàm nhai. Em không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ những gì có sẵn hết. Biết rồi. Vậy bây giờ anh ngủ trước, hai mẹ con ngủ sau ngủ ngon nha. Ngủ đi. Ông con của ba ngủ rồi. Ra ngủ đi mà. Dạ, thưa ba mới về. À, này con. Dạ. Hồi sáng nó đi làm, mấy nhân viên của ba nó tặng cho ba một hộp yến, về chưng ăn rất là ngon. Dạ. Con đem con cứ chưng từ từ rồi ăn, bởi vì ba thấy con dạo này sức khỏe không được tốt lắm. À, dạ thôi, mấy cái đồ của nhân viên ba tặng quý vậy á, con không dám ăn đâu, ngại lắm. Có gì ba để ba bồi bổ nha ba, để con đem vô trong bếp nha. Sao lạ lùng vậy ta, con là gì của ba? Dạ con dâu. Ừ,
Ba lo cháu nội của ba. Được không? Vậy nha chưa? Dạ. Ủa, mẹ đâu rồi? Dạ, mẹ đi coi mấy dự án chung cư với dì Mộng Hoài à ba. Ừ. Chết rồi. Chắc là ba muốn xử mình cái vụ làm bể mình gớm quá. Bây giờ còn cho ăn Yến nữa. Chắc xử đẹp đây. Thanh,